Rồi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ đưa quý anh chị đi xem một cái sản phẩm rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm. Thì như vị trí của Phước Sửu đang đứng là đường 20m của khu dân cư Kiều Đàm. Và phía sau lưng của Phước Sửu là cây cầu Kiều Đàm. Từ khu dân cư Him Lam thì mình phải qua cây cầu Kiều Đàm. Và trục đường này là 20m nha quý anh chị. Thì bắt đầu mọi người cùng với Phước Sửu đi tham quan một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm này nhé. Căn nhà mà ngày hôm nay Phước Sửu cùng với quý anh chị đang tìm hiểu, đó là căn nhà với diện tích 10 x 20. Một diện tích rất là đẹp cho một căn biệt thự nằm trong khu dân cư Kiều Đàm, hẻm 7/3 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, thiết kế thêm một phong cách châu Âu rất là cổ điển. Căn nhà được thiết kế một hầm, hai lầu và có một áp mái. Với căn nhà này thì hẻm của trước nhà của căn nhà là 7m, sơ hơi tránh nhau. Từ vị trí của căn nhà nằm gọn trong khu dân cư biệt thự Kiều Đàm là một khu dân cư rất là an ninh. Và từ vị trí này mình có thể di chuyển ra đường lớn của khu dân cư Kiều Đàm mất tầm khoảng 200m. Hướng của căn nhà là hướng đông. Đặc biệt căn nhà này đã có sổ hồng hoàn công đầy đủ. Với căn nhà này quý anh chị có thể sử dụng để được 2 đến 3 chiếc xe hơi. Anh chị có thể làm văn phòng, làm nhà ở hoặc là kinh doanh buôn bán. Vị trí của căn nhà này rất đắc địa, rất là đẹp. Và giá của căn nhà này đặc biệt thì rất là phải chăng do gia chủ cần bán gấp. Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về khu dân cư Kiều Đàm, nơi mà căn nhà này đang hiện diện và đang có nhu cầu chào bán cho quý anh chị và khách hàng. Khu dân cư Kiều Đàm được biết đến là một khu dân cư có đường bàn cờ 7m và xe hơi ra vào tránh nhau thoải mái. Khu an ninh kín đáo và được khép kín, có bảo vệ 24/24. Khu dân cư Kiều Đàm còn là một cửa ngõ của rất là nhiều cái tiện ích, tiện lợi xung quanh. Đặc biệt của khu dân cư Kiều Đàm như quý anh chị thấy là có một cái bách hóa xanh nằm ngay mặt tiền đường chính 20m. Khu dân cư Kiều Đàm tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp. Khu dân cư Kiều Đàm có rất là nhiều tiện ích xung quanh, như quý anh chị điểm qua cho quý anh chị đó là chợ Tân Hưng nè, và nằm sát siêu thị Lotte Mart. Chỉ 1 km là đến siêu thị Vivo City, cách trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Thất Thành, Đại học Tài chính Marketing và trường quốc tế Vista khoảng chưa tới 500m. Và có một cái trường Vista quốc tế 123 nằm sát khu dân cư này luôn. Khu dân cư có một cái địa thế, vị trí long mạch cực kỳ là tốt luôn, được ví như là một cái con rồng của đầu điểm đầu quận 7. Khu dân cư Kiều Đàm là khu có đền Quan Thánh nè, và có một cái chùa Kiều Đàm ở giữa rất là đẹp. Đầu khu dân cư là đền Quan Thánh. Khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông sát với cầu Kênh Tẻ và cầu Him Lam, do đó rất là thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa tất cả các quận như quận 1, quận 4, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh. Điều quan trọng hơn nữa là khu dân cư này kế cận tất cả những cái bệnh viện lớn và uy tín như Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện quận 7. Do đó không cần lo lắng về sức khỏe của mình. Ngoài những tiện ích nêu trên, khu dân cư Kiều Đàm còn có rất là nhiều cây xanh và có nhiều cái tiện ích tập thể dục và đi bộ, hít vào không khí trong lành vào buổi sáng. Có một cái bờ kênh Trần Xuân Soạn và một cái dòng sông có cầu Kiều Đàm, nên nhiệt độ đây luôn được điều hòa và không khí thoáng mát. Đây còn là nơi phù hợp với việc định cư lâu dài và phát triển cho nhiều gia đình nếu bạn đang có nhu cầu, do gia chủ kẹt tiền cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Quý anh chị có dự định mua đất, hãy đưa cái nhu cầu của anh chị cho đội ngũ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ ưu thích cho quý anh chị để chọn thành một nơi an cư lâu dài và định cư sinh lời.
quý anh chị cần chuyển nhượng lại những sản phẩm ở các tất cả các quận trong trong cả nước thì quý anh chị cũng gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.